Thưa quý vị, nhiều năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng đã được các địa phương chú trọng, góp phần từng bước nâng cao chất lượng dân số thủ đô. Thời gian qua, quận Hoàng Mai đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động với mục tiêu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Thực hiện kế hoạch của Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội về triển khai duy trì mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng năm 2024. Vừa qua, Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai đã phối hợp với Trạm Y tế phường Giáp Bát triển khai hoạt động tư vấn và khám sức khỏe người cao tuổi. 120 người cao tuổi đã được mời đến Trạm Y tế phường tham gia khám, tư vấn về các vấn đề sức khỏe và bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Năm nay tôi 78 tuổi, tôi có bệnh huyết áp cao và mỡ máu cao. Thế mới lại tim nó cứ đập nhanh. Đấy là ba cái bệnh cơ bản thì hàng tháng vẫn đi khám ở bệnh viện chuyên khoa để xin thuốc uống. Thì hôm nay mà quận với phường tổ chức như này là tôi thấy rất là tốt cho sức khỏe của người già. Con cháu nó rất là yên tâm để nó làm ăn, nó sinh sống. Còn mình thì cũng tuổi già nó khỏe mạnh thì nó được vui vẻ, cuộc sống nó an lạc hơn. Tập 8 cái động tác ấy, thế mới đi vận động chân tay, đạp xe. Tôi làm thường xuyên, hàng ngày nào tôi phải tập từ tiếng đến tiếng rưỡi. Chăm sóc sức khỏe nhân dân thì tốt quá. Chúng tôi là làm việc tại cộng đồng, cho nên là cái việc tư vấn chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng đó là cái việc quan trọng nhất đối với cán bộ y tế cơ sở. Từ việc phòng bệnh, tư vấn phòng bệnh và tư vấn chăm sóc các cái bệnh thông thường. Suy yếu sức khỏe là điều không thể tránh khỏi với tuổi già. Lúc này, hệ xương, tim mạch, tiêu hóa đều có những dấu hiệu lão hóa cùng với tuổi tác, khiến sức khỏe bị suy giảm, chất lượng cuộc sống không tốt. Đặc biệt, người cao tuổi dễ mắc các bệnh hô hấp, tim mạch, xương khớp. Việc được kiểm tra sức khỏe tổng quát, tư vấn, phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe ngay tại phường, không cần phải đi xa và chờ đợi lâu, khiến người cao tuổi ở phường Giáp Bát rất yên tâm và phấn khởi. Khám sức khỏe sẽ giúp người cao tuổi được theo dõi sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh lý từ giai đoạn còn mầm mống để có kế hoạch kiểm soát và cải thiện tốt nhất cho sức khỏe. Phường và quận quan tâm đến sức khỏe của bà con nhân dân trong phường thì đấy là một điều rất là quý, mà lại tiện lợi cho các ông bà mà sức khỏe mà ví dụ như là yếu mà không đi được thì ra đây khám rất là thuận lợi đấy ạ. Nói chung là nhân dân rất là thấy cảm thấy là phấn khởi. Thường xuyên nếu mà có các cái cuộc tư vấn của quận hoặc là của các cái chương trình của y tế quận ấy thì là chúng tôi cũng đều mời mọi người đến để tham gia và nắm bắt được các cái chương trình này. Thế rồi nắm bắt được để mình biết được mình phòng tránh các cái bệnh này hoặc là chăm sóc sức khỏe cho mình. Các cụ cũng rất là hào hứng bởi vì là cái này là thứ nhất là có những người cao tuổi là có bảo hiểm, nhưng có những người thì thực sự là không đi làm ở cơ quan cho nên là cũng không có bảo hiểm, cho nên là các cụ được đi tư vấn này là các cụ rất phấn khởi. Người cao tuổi đến khám được Trạm Y tế phường Giáp Bát lập hồ sơ quản lý và theo dõi sức khỏe, được tư vấn các kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe tại gia đình, chế độ ăn uống, tập luyện, nghỉ ngơi hợp lý. Các trường hợp mắc bệnh cần khám chuyên sâu đều được các bác sĩ tư vấn chuyển bệnh viện tuyến trên để khám và điều trị kịp thời. Tất cả người cao tuổi trên địa bàn phường có nhu cầu đều được khám sức khỏe, và sau khi khám sức khỏe thì Trạm Y tế thực hiện cái đề án 06 và sẽ đưa toàn bộ tất cả những cái tình hình khám sức khỏe, cập nhật tình hình khám sức khỏe ngày hôm nay của người cao tuổi lên cái hệ thống hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân. Những năm qua, quận Hoàng Mai đã triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2020-2030. Tư vấn hướng dẫn, phổ biến kiến thức về chăm sóc và tự chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là một trong những nội dung quan trọng về dịch vụ y tế cơ bản, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi, dự phòng và nâng cao sức khỏe người dân. Đây là mô hình bổ ích, thu hút được đông đảo người cao tuổi tham gia, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Cùng với sự hỗ trợ của thành phố và quận Hoàng Mai, hơn 120 câu lạc bộ người cao tuổi tự chăm sóc sức khỏe với các hoạt động tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được duy trì thường xuyên tại cộng đồng trên địa bàn 14 phường.